Xin phép chào em trai. Em có thể giới thiệu em tên là gì? Em tên Trương Văn Thuận. Trương Văn Thuận hả? Em trai nói lớn lên giúp anh nha. Thuận là quê quán ở đâu? Dạ Đồng Tháp anh. Đồng Tháp. Hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ giúp đỡ gì đây em? Dạ nhờ tìm chị của em mất liên lạc một tháng nay. Chị gái đúng không? Chị gái. Chị gái em họ tên đầy đủ là gì? Trương Thị Mộng Cầm. Trương Thị Mộng Cầm. Năm nay nhiêu tuổi rồi em? 1990 anh. 34 tuổi hả? 34 tuổi. Mất liên lạc cụ thể là ngày nào tháng nào cho tới nay em? Là ập Zalo hồi 18 tháng 5 tháng trước. 18 tháng 5. Tới đây gần tháng rồi nè. Ngày mai nữa là đủ 1 tháng rồi nè. Hôm nay 17 rồi. Trước khi mà hai chị em còn liên lạc với nhau á là chị ở đâu? Em hỏi địa chỉ chị không có nói. Chị có nói chị làm ở tỉnh nào không? Chị nói trước chị nói với chị Hai em là em giơ cao tấm hình lên. Giơ cao tấm hình lên. Ở ngã tư Gò Đậu là làm công ty mai thôi. Ngã tư Gò Đậu Bình Dương hả? Chị em có gia đình chưa? Dạ có gia đình rồi. Giờ hôm nay là anh rể em đâu sao em phải đi tìm? Chị anh rể em ở quê á, không có lên đây được. Nên em gần đây nên em qua đây. Ủa vợ chồng anh chị là còn sống với nhau không? Dạ không, ly dị. Ly dị rồi đúng không? Chị gái em lập gia đình đã có con chưa? Dạ có con rồi, một đứa con trai. Con giờ là bên nào nuôi đây? Bên nội. Nội nuôi hả? Bố mẹ em có biết cái chuyện không liên lạc được với chị này không? Dạ có. Biết hả? Bố mẹ không được biết. Bố mẹ ở quê hả? Tới giờ phút này là cả nhà em rất lo lắng về chị Hai. Chị ba. Nhà em mấy người? Dạ ba chị em, chị Hai em với chị ba với em. Em là út. Rất lo lắng đúng không ạ? Tất cả mọi người rất lo lắng về chị ba. Là không biết chị ba là trong cái thời gian này là ở đâu như thế nào và làm gì. Vậy là trước kia là chị em liên lạc được với nhau thường thường là bằng điện thoại, là gọi điện hay là nhắn tin? Gọi Zalo rồi, nghe Zalo số điện thoại rồi gọi Zalo nhiều. Chị em thường thường là tâm sự lâu không? Có nói chuyện tầm khi nửa tiếng. Nửa tiếng là nhiều đấy. Nói chuyện về vấn đề gì? Hỏi thăm gia đình này kia. Vậy là chị em cụ thể là đi xa gia đình là lâu chưa? Trước thì làm bên Đồng Nai á, rồi mẹ bệnh rồi đi về dưới ở thời gian, rồi xong lên đây làm gần năm nay. Gần năm nay là không có về, không có, chỉ có gọi điện thôi. Tết chưa về, cũng gần năm rồi mà chưa Tết không về luôn. Cái chuyện mà chị Hai cùng với chị ba cùng với anh rể đó là thôi nhau đó là lâu chưa em? Dạ lâu rồi. Lâu rồi hả? Cái khoảng thời gian đó là chị buồn là chị đi làm là ít về nhà luôn đúng không? Đúng rồi. Chị đi làm thỉnh thoảng về thăm mẹ thôi, nhưng mà gần năm nay không về. Bây giờ bản thân em là người em út, đặc biệt là gia đình chỉ ba chị em mà em là con trai nữa. Dạ. Em đang sợ nhất là chị mình sẽ gặp điều gì đây? Dạ, em sợ chị em bị gạt. Rất nhiều lần em nhắn tin và em hỏi chị nhưng mà chị không có cung cấp cái địa chỉ cụ thể là chị ở đâu. Đúng rồi. Và chị có nói là chị làm may thôi. Chị làm công ty may. Mà nói ở ngã tư Gò Đậu, chị biết vậy thôi. Em có điện hỏi mấy lần mà chị không có nói là chị ở đâu. Chính vì những cái điều đó mà em đang nghi ngờ chị có thể là làm một cái công việc khác, và thậm chí là chị có thể là gặp những cái điều không hay đúng không? Dạ. Tới giờ phút này thì bản thân em sợ đủ điều. Hôm nay tâm nguyện của em là đi một chặng đường rất xa để về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ là tìm được cái thông tin liên lạc với chị, và đặc biệt là tìm được chị đang ở đâu đó để cho gia đình yên tâm, đặc biệt là ba mẹ em. Yeah. Có thể là tới giờ phút này là ba mẹ là em là tuổi cũng lớn rồi ha. 57 tuổi. 57 là lớn rồi đấy. Rất lo lắng. Em phải nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với chị, hy vọng chị em xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, hoặc nếu không quay trở về được thì phải liên hệ về với gia đình để gia đình yên tâm. Em nói đi. Vậy em mong là kiếm được chị em càng sớm càng tốt. Em tâm sự với chị đi. Bao lâu nay em có nỗi niềm gì, đặc biệt là ba mẹ em? Em nói với chị để chị hiểu. Ba mẹ em thì lớn tuổi rồi, hay bệnh. Em mong là liên lạc với chị ba em càng sớm càng tốt. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn, cô chú hữu anh chị ạ. Tới giờ phút này mà một người em út, đặc biệt là con trai, phải rơi nước mắt vì rất nhớ chị. Có lẽ là cái tình cảm của người em, của tất cả mọi người gia đình dành cho người chị này rất là nhiều, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chị gái này lại
đành lòng nào mà lại không cung cấp cái địa chỉ, thứ nhất là cho em út qua thăm, thứ hai là để gia đình yên tâm hơn, và đặc biệt tới giờ phút này là một gần một tháng trời, ngày mai là tròn một tháng, là không có một cái thông tin liên hệ, không biết được là tin tức ở đâu và như thế nào, thì người em cũng rất buồn, lên đây nhờ anh em để mà nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đi tìm. Thì em rất mong rằng cô chú anh chị xem video này và chia sẻ lan tỏa, hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái thông tin để giúp cho chị gái này sớm liên hệ về với gia đình, đặc biệt là liên hệ về với cha mẹ, bởi vì cha mẹ tuổi cũng già rồi, năm mấy là tuổi cũng cao rồi, cô chú anh chị rất lo lắng cho người con, đặc biệt rằng là người con này thì cũng đã lỡ đò một chuyến rồi, trong cái chuyện hôn nhân tình cảm thì cũng không may, cái điều đó thì không có ai mong muốn hết. Thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn, anh em rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, để hy vọng một ngày gần nhất chị gái này ở đâu đó sớm liên hệ về với gia đình để gia đình yên tâm hơn. Em có điều nào muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình không? Thì em muốn là tìm chị em, biết liên lạc chị em ở đâu, qua làm gì đó, cho ba mẹ em yên tâm. Em hiện tại là em đang sinh sống ở đâu? Thì em đang làm ở ngay chỗ cộng bố này. Cộng bố lên đây thì cũng gần ha. Vậy một tháng trời nay là em có đi tìm chị không? Dạ, mấy bữa trước là em có lên đây tìm một ngày. Dạ. Đi vòng vòng hả? Đi vòng vòng sao tìm được em? Em đi ngoài đường nhưng mà chị em trong nhà sao tìm được đây? Đi kiếm trong công ty á, em có vô mấy công ty mai vòng vòng á, gần đây nè. Đứng ở cổng thôi đúng không? Chứ làm gì được vậy? Em hỏi quản lý rồi đó, đây coi danh sách. Báo họ tên, năm sinh này, ta kiếm danh sách mấy trăm người đó mà không có. Tức là họ vẫn nhiệt tình, họ vẫn giúp đỡ gia đình nhà mình, dạ, đúng không? Hy vọng rằng chị gái đang ở đâu đó xem được video này sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt nếu tới giờ phút này mà chị chưa thể về được thì chị cũng phải báo tin. Báo tin cho gia đình để tất cả mọi người thân, đặc biệt là cha mẹ chị bớt phần nào lo lắng, bởi vì là chị, thứ nhất là chị đi mà chị mất liên lạc với gia đình thì cha mẹ, anh chị em và thậm chí cái người em trai, người em út của chị tới giờ phút này về đây nhờ anh em phải khóc vì chị, là chị hiểu cái tình thương của gia đình dành cho chị như thế nào rồi. Thì mong rằng chị cho dù ở hoàn cảnh nào, gặp sự cố gì cũng phải báo tin về. Còn nếu tới giờ phút này mà chị gặp cái sự cố hoặc khó khăn nào, hoặc gặp những cái đối tượng nào có thể lừa đảo chị hoặc khống chế không cho chị liên lạc về với gia đình, thì chị cũng phải bình tĩnh, chị gọi về số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ có cách, có hướng để mà giúp chị sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình một cách an toàn nhất nha chị gái. Bởi vì cái tình cảm của người cha, người mẹ, tình cảm của gia đình là người thân là rất là thương nhớ chị. Một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ, nên mà mong chị suy nghĩ lại, hãy sớm liên hệ về với gia đình để gia đình yên tâm hơn. Vậy là em bữa giờ là em nghỉ mấy ngày để em đi tìm chị rồi? Bữa trước em nghỉ một ngày. Em là làm công việc gì? Thì em làm nhân viên bán hàng. Một ngày là cũng mình cũng phải xin mãi mới được nghỉ đúng không? Thì em xin được nghỉ. Đúng rồi, bỏ hết công ăn việc làm, lo lắng cho chị mà không biết bây giờ chị ở như thế nào đây. Rồi, cái sự việc của em thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay em về đây nhờ anh em quay phim, ghi hình, đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm chị gái. Em có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm chị mình về không? Dạ có. Em mong là tìm chị em càng sớm càng tốt. Rồi, biết liên lạc của chị rồi được. Anh em đã ghi nhận nhá. Thôi gia đình nhà mình cố gắng nha, mong rằng em động viên ba mẹ trong cái khoảng thời gian này. Yeah. Thì anh chúc gia đình nhà em nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là sớm sẽ có cái thông tin chính thức là chị em đang ở đâu đó để giúp chị em sớm quay trở về nha. Yeah. Rồi, xin phép chào em. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Yeah, em cảm ơn mọi người. Rồi, chào em.